Xin chào các bạn, hôm nay xin chia sẻ để các bạn một cuốn sách rất là hay, đó là cuốn Tượng Kỳ Tiền Phong của tác giả Vương Gia Lương. Như ta đã biết thì Vương Gia Lương có ba cuốn sách rất hay, đó là Tượng Kỳ Tiền Phong chuyên về thế trận Pháo Đầu, Phá Bình Phong Mã, cuốn Tượng Kỳ Hậu Vệ và cuốn Tượng Kỳ Trung Phong. Thì trong lần này mình sẽ chia sẻ đến các bạn cuốn Tượng Kỳ Tiền Phong, được đặt bằng chương trình CC Brick. Thì các bạn có thể là tải chương trình này về, có cả cuốn sách này. Các bạn có thể mở bằng cách là vào thư viện cờ, sau đó thì phần Tượng Kỳ Tiền Phong của Vương Gia Lương. Thì trong cuốn sách này bao gồm 3 thành phần, đó là phần 1 là những thế trận mà Pháo Đầu phá Bình Phong Mã, và phần 2 là có những ván cờ minh họa để minh họa cho phần 1, và phần 3 là doanh thủ đối cục tinh tuyển. Thì cách đọc chương trình CC Brick là các bạn có thể vào phần 1, rồi các bạn chuyển qua đây, click vào thì các bạn sẽ thấy thể hiện tất cả những biến đi. Chẳng hạn như ở đây bắt đầu là nước đi pháo 2 bình 5, thì mình cứ di chuyển, click chuột đây di chuyển qua từng nước, chẳng hạn tới nước thứ 6 rồi, thì đây nó có là 2A, thì nó sẽ có là hai biến là A và B. Thì các bạn có thể là bấm biến B để như thế nào, hoặc là biến A. Và bên phần bên phải đây thì nó có bình chú, các bạn có thể là nhìn bình chú để hiểu rõ thêm về cách đi của các biến trong hình. Nên chẳng hạn sau khi các bạn luyện xong phần 1 là Quá Hà Sa Công Hậu Mã Thượng Hà Khẩu Mã, thì các bạn có thể quay lại ở qua phần 2 và đến phần 11. Sau khi mà luyện tập xong thì mình có thể là chuyển qua phần 2 là những ván cờ minh họa, thì các bạn có thể click vào và xem những ván cờ minh họa để hiểu rõ thêm. Như ta thấy ván cờ minh họa trên đây là bên đỏ Vương Gia Lương đấu với lại bên đen Hai Dương Quang Lăng, sử dụng thế trận làm đường lộ pháo tấn thất binh, hoặc là có thể là trận đây là bên đỏ là Lý Thế Đình đấu với lại bên đen là Hà Thủ An. Thì các bạn có thể là chiêm ngưỡng những ván đấu rất là hay của những danh thủ rất là nổi tiếng. Tương tự ở phần 3 cũng vậy, trong phần danh thủ đối cục tinh tuyển thì các bạn có thể click vào trận đấu mà mình muốn xem, thì trong trận đấu này đã ghi rõ là kỳ thủ nào đấu với kỳ thủ nào. Hy vọng là sau khi mà luyện xong cuốn sách này thì các bạn sẽ chơi tốt thế trận Pháo Đầu đối với Bình Phong Mã. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng sưu tầm các ebook hay mà đã được chuyển thể sang Cypress để đem lại chia sẻ cùng với các bạn. Link download mình sẽ để bên dưới phần mô tả video để các bạn tiện download về và nghiên cứu. Ngoài ra trong thư viện này thì mình kèm theo cái tượng kỳ sắc pháp đại toàn và tượng kỳ sắc pháp cơ bản, thì các bạn nào yêu thích cơ tài có thể là luyện qua những thế trận này để công lực ngày càng nâng cao. Hy vọng những ebook này sẽ giúp các bạn luyện cờ ngày càng tốt hơn và kỷ luật ngày càng tiến bộ. Các bạn nào mà có thể yêu thích cuốn sách nào thì có thể comment để mình biết và mình cố gắng sưu tầm để chia sẻ cùng với các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn.